ảnh với chị đi. Chụp cái mặt thôi. Rồi, đừng làm cái mặt đấy nữa. Không làm trò, sao này không làm trò. Chính là mẹ cho con đến đây ở mới được. Rồi, bây giờ con Bé cởi bộ đồ con Bé ra đưa con Bé mặc. Đó. Thế là tự nhiên ở đây có một chiến sĩ cao to. Đó. Đấy. Con Bé coi thải loại. Đúng không? Vừa rồi nha. Chật đấy như vừa ấy này. Con Bé con đang mặc dòng. Quét đâu? Cái đấy. Ngày xưa có học quân sự của con đang ở hôm nay không? Sao đi học quân sự đi được hôn? Hôn cái mép đây này. Nó đang hỏi là đi học quân sự ngày xưa bố có hôn ai không? Nó hỏi chị Bé có hôn ai không? Có hôn thoải mái, chẳng có ai mà hôn đi không. Đây, bây giờ bố đi vào trường quân sự, con biết để hôn đây. Hôn một thối. Thơm đấy. West, con vào đây nào. Mẹ. Trời ơi. Bộ đội giống em mã đấy. Giống mã đấy. Mã. Bé này kiểu dạng như kiểu nó gọi là dân quân. Đó. Ăn mặc này chỉ là kiểu dân quân. Đó. Hoặc là nó gọi là cái gì nhỉ? Thanh niên xung phong. Đấy. Đội có sao gạch kỳ hoàng. Không. Binh gì Bé à? Binh gì Bé gặp đại tướng Bé không chào à?